chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngày hôm nay, người dân các tỉnh miền Bắc tiếp tục được hưởng thời tiết nắng ấm khi mà không khí lạnh chưa tăng cường. Mức độ nắng ngày hôm nay trải đều các tỉnh khu vực phía Tây Bắc Bộ sang đến khu vực phía Đông Bắc Bộ. Còn tại khu vực Bắc Trung Bộ, bao gồm các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phổ biến thời tiết có sương mù nhẹ rải rác vào sáng sớm, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, nhiệt độ tăng nhẹ. Còn tại các tỉnh ven biển khu vực Trung và Nam Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi vào buổi chiều và tối, còn ban ngày trời nắng. Hiện nay thì bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng đêm nay thì bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh thì từ đêm nay ở Bắc Bộ có mưa rào và có nơi có dông. Khu vực Bắc Trung Bộ từ gần sáng và ngày mai 18 tháng 12 cũng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Ở khu vực Vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc của Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. Các tỉnh miền Bắc từ ngày mai trời trở rét. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Ngày hôm nay thì người dân thủ đô có một ngày thứ hai đầu tuần trời ấm áp dễ chịu, thuận lợi cho các hoạt động sinh hoạt và công việc cho tuần mới. Nhiệt độ trong ngày giữ ở mức từ 22 đến 29 độ với độ ẩm tại đây là 75%. Tuy nhiên khoảng từ đêm và sáng thì không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc, kéo nền nhiệt địa phương xuống ngưỡng thấp. Bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, gây mưa rào và dông rải rác, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Như vậy là từ gần sáng ngày 18 tháng 12 miền Bắc sẽ chuyển mưa rét sau những ngày nắng ấm. Sau đó thì liên tục đến cuối tuần, không khí lạnh sẽ bổ sung liên tục thành từng đợt gối lên nhau, khiến các tỉnh miền Bắc liên tục rét đến những ngày cuối năm. Một hai ngày qua thì không khí lạnh suy yếu khiến nền nhiệt các địa phương các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và thành phố cảng Hải Phòng tăng khá mạnh, trời ấm lên khiến người dân thành phố có những ngày nghỉ cuối tuần hết sức thuận lợi, các hoạt động vui chơi đón lễ Giáng sinh tràn ngập phố phường. Thế nhưng từ thời điểm đêm nay thì không khí lạnh mới tràn về sẽ khiến nhiệt độ tại thành phố Hải Phòng tiếp tục giảm sâu, trời rét trở lại, mưa phùn cũng sẽ xuất hiện khiến cuộc sống và sinh hoạt của người dân lại trở về những ngày đông lạnh. Tuy nhiên trong ngày hôm nay do không khí lạnh chưa gây ảnh hưởng gì đáng kể nên nhiệt độ trong ngày tại thành phố vẫn ở mức khá cao, là từ 21 cho đến 27 độ, trời ấm áp, dễ chịu, với độ ẩm tại đây là từ 75 đến 80%. Dự báo liên tục từ nay cho đến ngày lễ Giáng sinh thì khu vực miền Bắc sẽ liên tục đón những đợt không khí lạnh tăng cường gây mưa và rét. Các tỉnh thành miền Trung đã giảm mưa hơn, trời tạnh ráo. Trong ngày hôm nay, tại khu vực thành phố Đà Nẵng, trời không mưa, nhiệt độ trong ngày giữ ở mức 24 đến 29 độ với độ ẩm 75%. Ở mức này thì tiết trời rất dễ chịu, thuận lợi cho sức khỏe và các hoạt động du lịch. Xu hướng sang ngày mai, thời tiết khu vực thành phố chưa có sự thay đổi gì nhiều. Sau đó thì do không khí lạnh gây ảnh hưởng nên mưa có khả năng xuất hiện trở lại. Đợt mưa này nhỏ và thời gian cũng không kéo dài. Chiều cường lên cao đã gây không ít khó khăn cho sinh hoạt của người dân khi độ ngập úng khá sâu. Ở phường An Phú Đông thuộc quận 12 thì nhiều hộ dân phải sống chung với nước ngập, nhiều cơ sở phải ngừng sản xuất do bị vỡ bờ bao ngăn nước đến 12 mét, lại gặp đúng lúc đỉnh chiều lên cao đạt mức lịch sử là 1,62 mét nên áp lực nước quá lớn làm cho nước tràn vào nhanh. Dự báo sang đến ngày hôm nay thì con chiều bắt đầu rút chậm, song vẫn ở vượt mức báo động 3, sau đó thì mới xuống dần dưới báo động 3. Do vậy mà trong nhiều ngày tới thì hiện tượng ngập sâu ở nhiều quận huyện thuộc khu vực thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn duy trì. Bên cạnh đó thì nước ngập còn làm cho hoa màu của bà con ở đây bị hư hỏng. Cây mai ngâm nước sẽ nở hoa sớm trước Tết nên coi như là mất trắng. Ngày hôm nay thì nhiệt độ trong ngày dao động ở mức từ 23 đến 34 độ với độ ẩm trong không khí là 50%, trời oi bức khó chịu. Sang đến ngày hôm nay thì trên toàn khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng như là thành phố Cần Thơ, trời giảm mây và nắng xuất hiện từ sớm. Khu vực nội thành của thành phố Cần Thơ, nhiệt độ giữ mức 26 đến 33 độ với độ ẩm trong không khí là 60%. Cảm giác khô hanh và khó chịu nhất vào giữa trưa cho đến 16 giờ chiều, sau đó trời mới dịu mát dần. Về đêm do nhiệt độ cũng duy trì ở mức cao nên thời tiết khá khó chịu, từ đêm về sáng trời se mát hơn. Dự báo trạng thái thời tiết này còn kéo dài khoảng 1 đến 2 ngày tới, sau đó do chịu ảnh hưởng tương tác của không khí lạnh phía Bắc, nhiệt độ về đêm sẽ giảm nhẹ và trời dễ chịu hơn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết đô thị sáng nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.